Xin chào quý chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em vừa về một chiếc Toyota Ray màu trắng ngọc trai, giá niêm yết là 535 triệu. Còn các màu khác thì có giá, còn các màu cơ bản thì màu đen và màu đỏ thì có giá 527 triệu. Trong video vừa rồi thì bên em cũng về một chiếc màu xanh nóc đen, thì bên em cũng giới thiệu cho anh chị về cái màu đấy rồi. Thì trong video này thì nếu mà chị nào chưa xem qua video kia thì em xin phép giới thiệu lại. Là Toyota Ray được phân phối ở thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản 1.0 Turbo và có giá niêm yết là 527 triệu và những cái màu đặc biệt là màu nóc đen và màu trắng ngọc trai như ở trước màn hình chúng ta đây sẽ có giá niêm yết là 535 triệu. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo anh chị ạ. Mới ra mắt được cách đây gần một tháng mà xe mới về đầu tiên là cuối tháng 11. Đèn thì được trang bị cụm đèn phun LED La Giang 17 inch. Động cơ 1.0 turbo. Gương thì đặc biệt là có gương cụp tự động rồi này. Khóa cửa là khóa cửa thông minh anh chị ạ. Anh chị cần treo khóa trên người, chạm tay vào cửa và cửa sẽ mở. Ra khỏi xe thì chạm vào đây thì là xe sẽ khóa. Thì hiện tại em không cần chìa khóa ở đây thì cửa sẽ không mở. Đây, cụm đèn sau cũng là đèn, cụm đèn full LED. Kích thước gầm thì khoảng sáng gầm xe xin theo giấy tờ là 200 mm, cụ thể có nghĩa là 20 cm. Tính theo thông số thì nó sẽ cao là cross thì ở bên cạnh đây, thông số sẽ cao cross. Chiều dài tổng thể là 4 m, tuy nhiên là cái chiều dài cơ sở lại ngang với một chiếc Toyota Vios nên là cái không gian ngồi bên trong rất rộng rãi. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì đặc biệt là chỉ có 6,61 phần lít trên 100 cây được hỗn hợp. Nếu mà chị đi đa số trong đường trường ấy thì sẽ là có 5,47 lít thôi ạ, bởi vì là cái động cơ 1.0 turbo nó rất là tiết kiệm. Em sẽ đi lại xem một vòng nữa nhé. Anten vây cá mập. Những cái xe mà nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài ấy, thì khi đi qua tàu biển thì sẽ được dán cái lớp, như anh chị thấy đây, em vẫn chưa bóc cái lớp siêu bảo vệ khi đi qua tàu. Khi nào mà nhận xe thì em sẽ vệ sinh qua một lượt nội thất, ngoại thất. Trong video này thì em sẽ giới thiệu ngoại thất của chiếc xe màu trắng như vậy. Còn nếu mà anh chị muốn tham khảo qua về nội thất thì có thể qua cái video em vừa giới thiệu chiếc xe màu xanh. Em xin phép hẹn gặp lại anh chị ở video sau.